Bắt đầu từ ngày 15 tháng 7, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ thực hiện tổng kiểm tra đối với ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Kế hoạch này diễn ra trong vòng một tháng từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8. Thực hiện chỉ đạo này, lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Lào Cai cũng đã ra quân triển khai ở một số tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ có lưu lượng phương tiện giao thông cao. Quốc lộ 4D, đoạn từ thành phố Lào Cai đi Sapa. Ngay trong ngày đầu tiên ra quân tổng kiểm tra phương tiện, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã kiểm tra các loại phương tiện lưu thông qua tuyến đường này, nhất là đối với xe vận tải hành khách tuyến cố định, xe hợp đồng và xe container. Cùng với việc kiểm tra lái xe về nồng độ cồn, tổ công tác tiến hành kiểm tra các loại giấy tờ theo quy định như đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, hợp đồng vận tải hành khách. Theo ghi nhận, đa số các lái xe đều hợp tác với lực lượng cảnh sát giao thông. Trong quá trình kiểm tra, các lỗi chủ yếu vi phạm tập trung ở những xe chạy hợp đồng như thiếu hợp đồng vận chuyển hành khách, quên không mang giấy phép lái xe. Thì quan trọng nhất là phải đảm bảo chất lượng về xe là đầu tiên. Cái thứ hai là ý thức tham gia giao thông của người lái xe thì bao giờ cũng phải là hàng đầu tiên. Còn cái chấp hành luật, chấp hành tất cả mọi nội quy của Đảng và nhà nước thì chúng tôi cũng luôn luôn chấp hành. Tôi thấy là cái kiểm tra nghiêm này cũng là một cái quyết định đúng thôi, bởi vì càng kiểm tra nghiêm thì lái xe lại càng phải ý thức tự giác hơn. Trước tiên là cái xe là phải an toàn, rồi là trên xe thì là có đầy đủ các cái giấy tờ, ví dụ như là đăng ký xe, rồi là kiểm định về chất lượng xe, rồi là bằng lái, rồi bảo hiểm, rồi hợp đồng, rồi danh sách khách. Ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã xây dựng kế hoạch số 380 về tổng kiểm soát xe ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành kiểm tra các tuyến giao thông đường bộ, tập trung ở các tuyến quốc lộ trọng điểm như quốc lộ 4E, 4D, 70, 279, kiểm soát xử lý vi phạm tập trung tại các bến bãi, những khu vực phức tạp về trật tự an ninh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Đối với cái kế hoạch này thì chúng tôi triển khai thực hiện là trước hết là sử dụng các trang thiết bị về kỹ thuật nghiệp vụ, kiểm tra về nồng độ cồn đối với lái xe. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra 4 loại giấy tờ của lái xe, đó là bằng lái xe, đăng ký phương tiện và giấy chứng nhận kiểm định và bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Qua cái cuộc tổng kiểm tra này thì phát hiện các cái trường hợp vi phạm thiếu các loại giấy tờ hoặc sử dụng nồng độ cồn thì chúng tôi quyên quyết xử lý để ngăn ngừa về tai nạn giao thông cũng như ùn tắc giao thông trên tuyến. Mục tiêu của đợt cao điểm về tổng kiểm tra phương tiện là nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ thông qua việc xử lý nghiêm những lỗi vi phạm dễ dẫn đến tai nạn giao thông, từ đó tăng cường quản lý phương tiện vận tải, góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.